Xin chào cả nhà, hôm nay là hai vợ chồng mình sẽ đi gội đầu dưỡng sinh. Đây là một cái tiệm hair spa nằm ở Duluth, Georgia. Trong một cái tuần lễ hai vợ chồng đi lên trên Atlanta có công việc thì mình với ông xã đã đi đến đây để mà tận hưởng một cái buổi gội đầu dưỡng sinh. Đây là một cái mô hình không có xa lạ gì đối với người Việt Nam của mình, nhưng mà ở Mỹ thì thời gian gần đây trong khoảng một năm trở lại đây thì có rộ lên cái dịch vụ này, cho nên là mình cũng đã tìm hiểu rất là nhiều nơi rồi, nhưng mà đây là một cái chỗ là mình muốn đến trải nghiệm đầu tiên, là bởi vì mình thấy một cái không gian rất là đẹp, rất là giống như là nhìn nó sang trọng á, nhìn nó mình chưa có biết là cái kết quả như thế nào, nhưng mà đi vô cái không gian này thôi là mình cảm thấy nó thư giãn rồi đó mọi người. Đây là mình sẽ cho mọi người xem trước một cái không gian bên trong ha, rồi sau đó là mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái buổi ngày hôm nay là hai vợ chồng mình đã tận hưởng một cái buổi gội đầu dưỡng sinh nó phê như thế nào nha. Đầu tiên thì vào á, thì hai vợ chồng thay đồ xong rồi á, thì hai nhân viên á, sẽ massage, sẽ làm cho hai vợ chồng của mình. Họ sẽ massage trước, massage cổ, vai, gáy, rửa mặt, đắp mặt nạ cho mình trước. Sau đó thì họ sẽ massage cổ, vai, gáy, rồi sau đó họ sẽ gội đầu. Nói chung là tất cả các bước họ làm rất là phê luôn mọi người ơi. Trước đây ở Việt Nam á thì chưa, nói chung là nói tiếng chưa bao giờ thì nó cũng hơi quá, nhưng mà hầu như á là 99% là chi đi gội đầu tiệm không à, không có bao giờ mà chi gội đầu ở nhà trơn. Tại vì cái thứ nhất là đầu của mình á là cái tóc của mình nó dài, cái thứ hai là ở Việt Nam á các bạn biết mình đi gội đầu nó đâu có mắc tiền đâu, cho nên là mình thích đi gội đầu tiệm á, cho nên mình cảm thấy mình rất là thích luôn. Nhưng mà sau khi đi qua bên Mỹ rồi á, thật sự mà nói là kiếm một cái tiệm gội đầu như vậy á thì không có cả nhà. Và mình rất là mê đi gội đầu tiệm, cho đến mãi sau này á, khi mà cái việc mà hair spa mà nó du nhập về qua Mỹ rồi đó, thì á mình thấy rất là nhiều những cái video quảng cáo về cái việc mà hair spa gội đầu mà rất có cái tia nước như thế này nè, thì mình thấy nó cũng rất là lạ ha. Thì mình muốn trải nghiệm, cho nên ngày hôm nay mình đã đi đến đây. Hai vợ chồng mình cũng đã tìm hiểu, nói chung là Chi cũng đã tìm hiểu, chứ anh xã thật sự anh xã cũng không có biết về mấy cái này đâu. Đây là nói chung là nó về cái vấn đề mà gọi là gội đầu dưỡng sinh thì sau này nó mới có ở Việt Nam, chứ hồi xưa thì gội đầu đơn giản là gội đầu massage mặt thôi, còn bây giờ thì có cái tia nước xịt như vậy nè, rồi có thêm massage đầu cổ, rồi vai gái, rồi massage mặt rồi này kia, nói chung là làm nó thư giãn hơn, nó phê hơn đó. Cho nên là mình muốn dẫn anh xã đi á để trải nghiệm được cái cảm giác mà gội đầu massage dưỡng sinh thư giãn như thế nào. Đáng lý ra đó là nó có thêm một cái phần mà mình ngâm chân vào trong cái bồn nước nữa cả nhà, nhưng mà do là cái chân của anh xã của mình á có bị vấn đề vừa trong tuần vừa qua, có bị thương cái chân á, cho nên là mình bỏ qua cái phần mà mình ngâm chân ha. Đó, thì cho nên là mình vào mình thay đồ xong cái là mình lên là mình massage, mình thư giãn luôn đó. Thì cái phần của mình á thì bây giờ là họ đã gội đầu xong rồi ha, massage mặt xong rồi, thì bây giờ đến cái phần mà hấp tóc. Mình chọn cái gói ở đây là cái gói VIP, là cái gói này là nó cũng chưa gọi là cao nhất nha cả nhà. Gói cao nhất á là $175, còn gói này là $125, nhưng mà mình phê thêm 20 đồng cái phần mà giống như là mình làm cho cái tóc của mình nó sạch cái chân tóc của mình, giống như mình vệ sinh cái sạch chân tóc của mình, là thêm extra thêm 20 đồng nữa. Thì trong cái gói này thì nó sẽ có đầy đủ tất cả các bước luôn, nhưng mà thêm một cái gói mà cao nhất á thì nó sẽ có thêm cái phần, một cái phần gì mà massage mặt bằng đá, rồi thêm một hai phần gì đó nữa. Đáng lý mình muốn làm cái gói đó, nhưng mà tại mình sợ anh xã mình chờ hơi lâu đó, tại vì anh xã mình thì không có tóc, cho nên là anh không có gội đầu, chủ yếu là anh vô là anh massage cổ, vai, gáy, là massage thư giãn, rồi nói chung là trải nghiệm cái việc mà hair spa nó như thế nào thôi. Cho nên là mình chọn cái gói cùng với anh xã mình luôn, để hai vợ chồng đi vô rồi đi ra một lượt luôn. Còn cái gói mà cao nhất mà mình chọn thì nó sẽ phát sinh thêm 30 phút nữa, thì anh xã mình phải đợi thêm 30 phút nữa. Đó, cho nên là bây giờ trong thời gian mà mình hấp dầu, giống như mình gọi là hấp tóc á, thì người ta sẽ massage cho mình
hai bên vai, gáy, rồi tai, rồi này kia đó. Rồi sau đó là họ xả cái tóc của mình lại. Phải nói là trong một cái buổi mà trải nghiệm như thế này là mình cảm thấy hả, trời nó phê, nó đã dễ sợ luôn á cả nhà. Theo như mình cảm nhận thì rất là đã luôn. Và để gọi là rất là đáng đồng tiền luôn, bỏ 125 đồng để mà hơn một tiếng đồng hồ để mà thư giãn như thế này á, thì thật sự là rất là xứng đáng luôn nha cả nhà. Phê nhất là đi cái đường nước như thế này nè, mình nằm mình thư giãn giữa một cái không gian ha, rất là êm dịu, thơ mộng ha, rồi nhạc du dương ha, rồi nước ấm ấm ha, trời ơi, rất là phê luôn á cả nhà ơi. Thật sự ra là cái này là mình đi để mình trải nghiệm, cho anh xã mình biết được cái sự trải nghiệm của gọi đầu dưỡng sinh như thế nào. Thật sự ra đó mà có điều kiện á, mà mình nghĩ rằng á, mình không có ngán tiền á, mình đi cái này ví dụ như tháng mình đi một lần cũng thấy thư giãn, cũng thấy đã lắm á cả nhà. Tuy rằng á, tính ra 150 đô, chưa tính tiền tiếp nữa, thì nói chung là nếu hai vợ chồng đi á, là xong xuôi tất cả cũng phải là 300 mấy đó. Thì so ra thì nó cũng hơi đắt ha cả nhà ha. Nhưng mà rất là xứng đáng khi mà lâu lâu mình tự thưởng cho bản thân mình á. Lâu lâu mình làm việc mệt mỏi hay là mình muốn tận hưởng một cái gì đó giống như là chăm sóc cho bản thân mình, thì mình nghĩ là cái mình đi mình trải nghiệm một cái lần như thế này thì nó cũng rất là xứng đáng luôn á cả nhà. Đó, thì hôm nay là mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người á một chút xíu về trải nghiệm của hai vợ chồng mình lần đầu tiên là đi gội đầu dưỡng sinh hay spa tại Mỹ nha. Vì cái phong trào này á, thì ở Việt Nam thì mình nghĩ là không có xa lạ gì. Ai mà về Việt Nam là cũng khoái cái môn gội đầu này trơn á, tại vì nó đã lắm. Mà ở Việt Nam bây giờ mình thấy rất là nhiều những cái chỗ gội đầu á. Mình coi video á, mình thấy trời ơi, nếu mà có dịp về Việt Nam chắc mình đi gội đầu á, mỗi tuần 2-3 lần luôn á. Tại vì á, nó rẻ tiền mà nó đã lắm. So với ở đây thì nó rất là đắt ha. Nhưng Việt Nam mà chị nghe nói là chỉ cần gội một cái đầu là 400-500 ngàn thôi là cũng đủ phê lắm rồi. Còn ở đây là một lần mình đi như vậy tính ra là 125 đô cộng thêm tiền tiếp nữa khoảng 150, coi như là gần 200 đô đó cả nhà. Nhưng mà thôi thì mình ở Mỹ thì mình tính tiền Mỹ đi, mình đừng tính tiền Việt ha. Đó, thì trải nghiệm ngày hôm nay của mình thì thật sự rất là phê luôn đó cả nhà ơi, đã lắm. Đó, thì lần đầu tiên anh xã mình đi á, thật sự xong về ảnh phê lắm, ảnh mê luôn á cả nhà, mê luôn á. Đây là một cái khúc mà gọi là mình thư giãn nhất luôn. Nó đã lắm cả nhà. Nói chung là mình chỉ việc tận hưởng thôi. Lúc này là mình chỉ thư giãn mà mình không có... Mình ước gì nó kéo dài thêm được nửa tiếng ha. Thêm một tiếng nữa đó cả nhà. Bởi vì đã lắm. Cảm giác rất là thoải mái, rất là thư giãn luôn. Bởi sau này á, khoảng chừng vài tháng sau này thôi thì nó rộ lên cái vấn đề mà hair spa ở trong những cái tiệm nail, cũng có thể là nhiều người ta cũng có bỏ vào một hai cái ghế để mà làm gội đầu hair spa như thế này nè. Nhưng mà cái nơi này mình đi là chuyên về gội đầu hair spa thôi, chứ không có nail, không có gì hết ha cả nhà ha. Đó, thì sau khi mà gội đầu xong xuôi hết thì cái nhân viên người ta sẽ rửa mặt rồi coi như là vệ sinh lại rồi massage lại cho mình. Đó, nói chung là từng cử chỉ, từng thao tác của những cái người nhân viên ở đây nè, họ rất là chuyên nghiệp, cho nên là tạo cho mình cái cảm giác rất là thư giãn, rất là đã luôn á cả nhà, rất là thích luôn á. Đó, mọi người thấy như thế nào? Đó, chị thấy rằng là những người nào mà sống ở gần khu trung tâm giống như là ở Cali nè, hay là ở Atlanta nè, ở Georgia, ở tiểu bang của mình sinh sống đó, thì rất là nhiều những cái tiệm hair spa này, thì các bạn có thể là
đã trải nghiệm rồi đúng không? Còn mình thì mình search lên thì mình thấy cũng rất là nhiều tiệm luôn, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình đi trải nghiệm của cái tiệm này. Có thể là lần sau mình sẽ trải nghiệm một số những cái tiệm khác coi có nó có khác nhau gì không nha. Thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho cả nhà. Nhưng mà đây là một cái nơi mà mình gọi là có đánh giá là nhiều sao. Và với lại ở đây là mình cảm giác là họ chỉ chuyên gội đầu thôi, thì mình thấy nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Những nhân viên ở đây có thể là kỹ thuật người ta đã được đào tạo qua chuyên môn, cho nên là người ta sẽ có kỹ thuật hơn là mình đến những cái tiệm mà giống như vừa có ghế nail mà vừa có gội đầu, thì theo như tâm lý của mình như vậy thôi. Đó, thì hôm nay là mình sẽ trải nghiệm một chút xíu như vậy cho mọi người xem thử, cùng hai vợ chồng của mình đi gội đầu dưỡng sinh thư giãn nha. Đó, thì bây giờ là mình cho mọi người là thư giãn tận hưởng một chút xíu, một vài phút, rồi mình sẽ trở lại để mà chia sẻ cho mọi người cảm nhận của hai vợ chồng mình sau một cái buổi đi gội đầu dưỡng sinh như thế nào nha. Sau hơn một tiếng gội đầu dưỡng sinh gọi là head spa thì mình cảm giác là phê lắm á cả nhà, phê mà chữ E kéo dài luôn đó. Thì bây giờ là mình ra mình ngồi mình sấy tóc ha. Anh xã mình thì không có tóc dài cho nên là phần của ảnh xong rồi, còn của mình thì bây giờ thì nhân viên sẽ sấy tóc của mình cho nó khô, cho nó ráo tóc á. Đó, thì đây cũng là một cái phần cũng cảm thấy rất là phê luôn nè, nãy giờ nằm thư giãn đã rồi ha. Bây giờ thì cô nhân viên ở đây thì sấy tóc cho mình, mà ở đây á ha, mình đặc biệt một cái là mình thấy toàn là dùng những cái máy sấy tóc hiệu Dyson, là một cái hiệu rất là cao cấp luôn á cả nhà. Sấy xong ra cái tóc của mình nó đẹp mà nó mượt mà lắm. Đó, thì đây là cái công đoạn cuối cùng sau khi mà mình đã hơn một tiếng mình nằm ở trên cái ghế để cho những nhân viên ở đây người ta gội đầu cho mình, gội đầu thư giãn ha, gội đầu massage mặt, massage cổ vai gáy cho mình rất là đã, rất là phê luôn. Thì theo nhận xét của mình thì đây là một cái dịch vụ khá là mới ở Mỹ, nhưng mà chị nghĩ rằng nếu như mà những ai mà chưa có một cái dịp mà đi trải nghiệm những cái tiệm head spa ở Mỹ thì các bạn cũng có thể chọn những cái tiệm nào ở gần khu vực của mình, hoặc là chọn những cái nơi nào mà có cái dịch vụ này thì các bạn hãy trải nghiệm, và mình bảo đảm là tất cả các bạn sẽ cảm thấy rất là phê, rất là đã luôn ha. Thì mình là người Việt Nam thì mình nghĩ là không ai mà không biết qua những cái trải nghiệm này hết, nhưng mà ở đây ở Mỹ thì trải nghiệm nó sẽ hơi khác một chút xíu. Nó cao cấp hơn một chút xíu. Gội đầu dưỡng sinh thì tại vì mình ở Mỹ, ở đây là 9 năm ở Mỹ rồi, mình lần đầu tiên mình mới được trải nghiệm đó cả nhà. Nói chung là rất là đã luôn ha. Rồi bây giờ thì mọi thứ đã xong thì hai vợ chồng mình sẽ chuẩn bị đi về. Thì một cái ngày trải nghiệm rất là đáng nhớ của hai vợ chồng trong cái chuyến đi lên trên Atlanta trong tuần này. Hy vọng rằng các bạn có một chút xíu trải nghiệm cùng vợ chồng mình đến cái tiệm gội đầu dưỡng sinh Head Spa ở Duluth, Georgia nha. Rồi đây là cái không gian rất là đẹp luôn á cả nhà. Rồi mọi người thích video ngày hôm nay nhớ cho mình một cái like nha. Bye bye, xin chào tạm biệt.